Mời quý vị cùng đến với những tin tức thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, theo dự kiến vào chiều nay ngày 3 tháng 4, giá xăng dầu bán lẻ trong nước sẽ được Liên Bộ Tài chính Công Thương điều chỉnh, dự báo có thể tăng khoảng 200-400 đến 400 đồng một lít. Theo dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương, tính đến ngày 27 tháng 3 trên thị trường Singapore, giá xăng RON95 là 98,4 đô la Mỹ một thùng, xăng RON92 là 93,7 đô la Mỹ một thùng, dầu diesel là 95,5 đô la Mỹ một thùng. Mức giá này cao hơn so với bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13 đến ngày 21 tháng 3. Trước dễ biến đi lên của giá dầu thế giới, lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo, tại kỳ điều hành ngày 3 tháng 4, giá xanh trong nước có thể tăng nhẹ từ 200 đến 400 đồng một lít, trong khi giá dầu diesel có thể đi ngang hoặc giảm. Mức thay đổi phụ thuộc vào việc chi dùng quỹ bình ổn giá như khả năng sẽ không nhiều. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tính chung quý 1 năm 2023, trên cả nước có gần 34.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 310.300 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 9,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 23.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý 1 năm 2023, lên gần 57.000 doanh nghiệp, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Quý 1 năm 2023, cả nước có 33.900.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký khoảng 310.300 tỷ đồng. Thưa quý vị, từ sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát đến nay, mặt bằng cho thuê tại các tỉnh thành phố rơi vào tình cảnh ảm đạm, vắng khách. Thậm chí nhiều mặt bằng nằm ở vị trí đắc địa vốn được săn đón thuê kinh doanh, giờ treo bảng cho thuê từ nhiều tháng nhưng vẫn ế ẩm và đóng cửa đắp chiếu. Vì sao lại có tình trạng này? Ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, những mặt bằng khu vực trung tâm ở thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa hầu như không bao giờ trống. Muốn thuê kinh doanh phải chờ hết hạn và phải trả giá cao mà chưa chắc đến lượt nay nhiều mặt bằng điểm vàng để trống vì không có người thuê. Nguyên nhân một phần do kinh tế khó khăn, các cửa hàng thu hẹp kinh doanh hoặc người thuê trả lại mặt bằng do buôn bán ế ẩm. Một phần xu thế bán hàng online dần phổ biến, mặt bằng đắc địa không còn là điều kiện tiên quyết mà còn giúp người kinh doanh giảm chi phí. Cửa hàng thời trang này nằm ở trên đường Baku, tuyến đường mua sắm sầm uất nhất ở Vũng Tàu đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi sức mua giảm đến 80% từ sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát thu không đủ bù chi, chủ cơ sở đang nghĩ đến chuyện trả lại mặt bằng. Công việc kinh doanh bây giờ như kiểu mà tình trạng mà nó kéo dài thêm nữa chắc các, các tiểu thương nhiều không thể chịu nổi. Tiền thuê mặt bằng đấy thì các chi phí nhân viên mặt bằng thuế má tiền điện tiền nước các thứ vào tháng phải hơn trăm triệu. Dọc theo 500 m đường Baku đã có khoảng 10 mặt bằng treo biển cho thuê, sang nhượng hoặc biển giảm giá giải phóng hàng tồn để trả lại mặt bằng. Tại vì đó là trả mặt bằng á anh, trả dạ, mặt bằng cho nên là em mới xeo đặng dời mặt bằng về một địa điểm khác à Ở các tuyến đường trung tâm thành phố Bà Rịa cũng có tình cảnh tương tự. Theo chia sẻ của một số cơ sở kinh doanh ngành hàng thời trang, dù giá mặt bằng ở khu vực trung tâm khá cao, nhưng với tâm lý buồn có bạn bán có phường, nhiều người vẫn thuê kinh doanh để có sức hút lan tỏa đến nhau bán buôn ế ẩm, người thuê bỏ cuộc dần, hệ thống cũng suy sụp theo hiệu ứng domino. Một tháng như hiện tại là em đang thuê là 22 triệu. Và với tình hình mà bán như thế này thì gọi là gọi là mình giữ cầm chừng thôi để chờ được gọi là quay trở lại mua bán mà nó phát triển lại như những năm trước. Kinh tế tiếp tục được dự báo còn nhiều khó khăn và mặt bằng cho thuê cũng sẽ khó tìm được khách thuê trong thời gian tới. Nhưng khu vực trung tâm ở thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu trở nên điều hữu hơn. Thưa quý vị, sau cơn sốt tăng giá laptop chóng mặt do nhu cầu học tập, làm việc từ xa tăng mạnh trong đợt cao điểm dịch COVID-19, giá sản phẩm này từ năm ngoái đến nay liên tục giảm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến nay thì sức mua vẫn rất yếu dẫn đến tình trạng hàng bán ế ẩm. Báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Công nghệ và Bán lẻ Việt Nam cho thấy, thị trường công nghệ trong nước đang suy giảm khá mạnh do người tiêu dùng hạn chế mua sắm, thắt chặt chi tiêu kéo dài. Đối với những mẫu giá trên 10 triệu đồng một chiếc, hầu hết các hãng và cửa hàng đều đưa ra chương trình giảm giá đến 50% so với cuối năm 2022 để kích cầu. Dự báo giá laptop sẽ giảm tiếp trong thời gian tới. MacBook cũng giảm sâu chưa từng thấy với mức giảm đến cả chục triệu đồng mỗi sản phẩm. Tuy nhiên, sức mua laptop vẫn hạ nhiệt do nhu cầu đã bão hòa và người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm chi tiêu bởi tình hình kinh tế khó khăn. Cộng với đó, cung lớn hơn cầu khiến tồn kho hiện nay tương ứng với 12 tháng bán hàng. Doanh thu nhiều ngành hàng hiện sụt giảm còn 60% so với cuối năm 2022 và xuống dưới điểm hòa vốn. Kể từ ngày 7 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội áp đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật liệu kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Theo quyết định số 05, đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã phê duyệt chủ trương phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước quyết định này có hiệu lực thì không áp dụng điều chỉnh đơn giá theo quyết định này đối với những dự án hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm của quyết định này có hiệu lực thi hành khi xác định giá trị bồi thường hỗ trợ theo đơn giá tại quyết định này việc áp dụng đơn giá có thuế giá trị gia tăng và không có thuế giá trị gia tăng tại quyết định này được tổ chức thực hiện như sau đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường hỗ trợ cho các cá nhân hộ gia đình là đơn giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp căn cứ trên cơ sở hồ sơ xác nhận của chi cục thuế cấp huyện. Tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho loạt dự án. Ngoài ra thì nhiều doanh nghiệp lớn cũng đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư các dự án lớn tại địa phương này. Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, đến nay, tỉnh đã thu hút được 119 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 4,39 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn từ năm 2020 đến nay có 7 dự án mới với tổng số vốn đăng ký 119,85 triệu đô la Mỹ. Về đầu tư trong nước, tỉnh đã thu hút gần 500 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 480.000 tỷ đồng. Riêng trong năm 2020 đến nay có 44 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 12.000 tỷ đồng. Mới đây Tỉnh Khánh Hòa đã lựa chọn trao đổi chấp thuận chủ trương đầu tư và trao giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 32.250 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh này cũng lựa chọn trao biên bản ghi nhớ phát triển dự án cho 15 doanh nghiệp với tổng vốn dự kiến khoảng trên 80.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch được phê duyệt, mục tiêu phát triển tổng quát của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước. Đầu tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh chính thức xóa bỏ lò mổ thủ công, đồng thời đưa nhà máy giết mổ công nghiệp vào hoạt động. Tuy nhiên vẫn còn nhiều lo ngại thịt từ lò mổ thủ công tại các tỉnh lân cận được vận chuyển ngược về thành phố. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày 1 tháng 4, toàn bộ 8 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm thủ công ở thành phố Hồ Chí Minh chính thức ngưng hoạt động. Đến nay, thành phố có 5 nhà máy giết mổ công nghiệp. Các công đoạn sản xuất được vận hành bằng cơ giới hóa, có tính tự động cao nhằm đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, còn có hệ thống thông tin quản lý toàn diện giúp thuận tiện cho quá trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện giết mổ theo công nghiệp và sẽ cố gắng làm tốt để có thể nhân rộng ra các tỉnh thành khác. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiêu thụ từ 10.000 đến 11.000 con lợn một ngày. Nhiều đơn vị vận hành dây chuyền giết mổ hiện đại lo lắng thịt từ các lò thủ công ở Long An, Bình Dương, Đồng Nai sẽ được vận chuyển ngược về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh được kéo dài thời gian thí điểm từ ngày 1 tháng 4 đến khi Thủ tướng quyết định mô hình hoạt động chính thức. Quyết định do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu sửa quy định liên quan. Trước đó, trong tờ trình gửi Thủ tướng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc thí điểm ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đem đến nhiều kết quả tích cực Do đó, thành phố đề xuất cơ chế đặc thù về mô hình cơ quan đầu mối quản lý an toàn thực phẩm. Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh ra đời năm 2016 có nhiệm vụ giúp thành phố thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Đơn vị quản lý quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông, kinh doanh với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng. Ban cũng quản lý sản xuất, thu gom, giết bổ, chế biến ngũ cốc, thịt, thủy sản, rau củ quả, trứng, sữa, cấp đình chỉ thu hồi giấy chứng nhận, xác nhận lĩnh vực an toàn thực phẩm cho các tổ chức cá nhân. Thông tin Trung Quốc sắp thu hoạch lứa sầu riêng đầu tiên sau 4 năm trồng, cùng với việc cuối tháng 2 vừa qua, nước này công bố đạt sản lượng 1,6 triệu tấn thanh long một năm, cao hơn Việt Nam 200.000 tấn, được cho là sẽ tạo áp lực cạnh tranh gay gắt với nước ta. Trong khi đó, đã hai lần, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cảnh báo tình trạng tại một số tỉnh phía Nam xuất hiện tình trạng ồ ạt phá bỏ cây cà phê, hồ tiêu để chuyển sang trồng sầu riêng. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc tăng diện tích sầu riêng thiếu kiểm soát không theo định hướng của các cơ quan chuyên môn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, trường hợp cung vượt quá cầu và trồng tại những khu vực không phù hợp, người trồng sầu riêng rất dễ bị thiệt hại nghiêm trọng như những cơn sốt tiêu cam sành đã xảy ra. Hiện nay tại các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, cây sầu riêng có hiện tượng phát triển nóng. Đặc biệt, từ sau khi sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch, giá bán tăng cao, người dân đổ xô mở rộng diện tích ở các vùng có điều kiện đất đai, sinh thái không phù hợp. Thậm chí một số địa phương, người dân còn phá cây cà phê, cây hồ tiêu trong vườn để trồng xen canh cây sầu riêng, chuyển đổi đất lúa để trồng cây sầu riêng. Việc tăng diện tích một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát và không theo định hướng của các cơ quan chuyên môn sẽ dẫn đến hậu quả rất khó lường. Trường hợp cung vượt quá cầu và nghiêm trọng hơn là tại vùng đất nhiễm mặn, nhiễm phèn, cây sầu riêng sẽ ảnh hưởng về năng suất và chất lượng, người trồng dễ bị thiệt hại nghiêm trọng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.